Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Taiseki FM. Học sinh trung học từ Indiana đã đến thăm một trường đại học dành cho nữ của tỉnh và có buổi giao lưu. Vào ngày 11, 5 học sinh trung học đến từ Indiana, Hoa Kỳ. Họ đã đến thăm đại học nữ sinh tỉnh ở thị trấn Tamamura và giao lưu với 10 sinh viên. Chúng tôi giới thiệu quê hương của nhau và chơi trò chơi. Năm 2022, tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ với bang Indiana của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy trao đổi trong các lĩnh vực như kinh tế và giáo dục. Đây là lần đầu tiên học sinh trung học từ Indiana đến Okinawa để thực hiện dự án này.